cả đều họ Dương à? Vâng, Dương Công Tý, Dương Thị Tòng, Dương Đình Sầm, Dương Thị Xoan. Thế thì trong làng mình nếu mà muốn lấy nhau thì có lấy được không? Hi, xin chào các bạn, mình là Yến, một cô gái đến từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do, đang trên hành trình xuyên Việt khám phá 63 tỉnh thành Việt Nam kéo dài 10 tháng. Mình mong muốn là được chia sẻ những địa điểm đẹp và những nét văn hóa độc đáo dưới một góc nhìn tích cực và lạc quan của mình đến với những bạn yêu thích xê dịch và cả những bạn ít được đi đó. Mình hy vọng là các bạn sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn cũng như là những thông tin hữu ích khi xem clip của mình. Ok, và đừng quên ủng hộ mình bằng cách like video này, subscribe kênh và nhớ bật chuông nha, để khi mà mình ra clip mới thì các bạn có thể là người xem đầu tiên. Địa điểm đầu tiên mà Yến đặt chân đến trong hành trình xuyên Việt là huyện Bắc Sơn, nằm ở phía tây tỉnh Lạng Sơn, khu vực Đông Bắc Việt Nam. Bắc Sơn nổi tiếng là căn cứ địa kháng chiến Bắc Sơn Võ Nhai, nơi nổ ra cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940. Nếu đến Bắc Sơn vào tháng 7 hoặc tháng 10, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của những thửa ruộng lúa chín vàng trong thung lũng Bắc Sơn. Còn nếu mà các bạn đến vào dịp đầu năm giống như Yến ý, thì có thể tham gia lễ hội lồng tồng vô cùng độc đáo của người dân xã Quỳnh Sơn. Nằm ở giữa thung lũng Bắc Sơn, có ngọn núi Là Lay cao hơn 600m. Đây là địa điểm mà hầu hết khách du lịch đều đến thăm khi đến Bắc Sơn, bởi rất lý tưởng để có thể ngắm được toàn cảnh thung lũng Bắc Sơn tuyệt đẹp từ trên cao. Tình hình là sắp hoàng hôn các bạn ạ, và bây giờ mình sẽ phải vào đây gửi xe để đi lên núi Là Lay. Là Lay. Trời ạ, đây. Sau khi gửi xe hết 5.000 thì chúng mình sẽ đi con đường này. Theo như em bé trông xe bảo là đi khoảng 100m rồi rẽ phải sẽ có bậc thang để leo lên đỉnh trên kia. Và từ đây chúng ta có thể ngắm được hoàng hôn. Ok, sắp muộn rồi phải tăng tốc thôi. Cá nhân mình thì không phải là người hay đi leo núi các bạn ạ. Thế là chúng ta phải giữ sức. Ok, đi nhá. Ngày trước đã có lần mình leo lên một ngọn núi khá là cũng không cao lắm ở quê mình ấy, và mình bị tụt huyết áp, nên là mình khá là sợ cái việc leo núi này. Tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ cố gắng để có thể lên được đỉnh núi. Sau khoảng 10 phút thì mình cảm thấy là tim mình đang đập khá là nhanh các bạn ạ, rất là rộn ràng. Như các bạn có thể thấy, nó khá là dốc các bạn ạ, dốc và tối. Từ đây là các bạn có thể nhìn thấy phía dưới kia là thung lũng Bắc Sơn và làng Quỳnh Sơn. Đó, các bạn có thể thấy. Bây giờ là mùa không có lúa nha, chứ có lúa thì phải gọi là tuyệt phẩm. Bây giờ là bậc thứ 800, 200 bậc nữa. Cố lên. À, em có biết là từ chân núi lên đây thì sẽ bao nhiêu bậc? Từ chân núi lên đây thì sẽ tầm 1079 bậc. Wow, rất chi tiết. Rất là cảm ơn em. Và nhớ đăng ký kênh chị nhá. Em có biết là tất cả các ngôi nhà trong làng Quỳnh Sơn đều quay về một hướng, đó là hướng gì? Em nghĩ sẽ... Quân bảo đúng, chắc là đúng. Để về chị tra lại Google nhá. Ok, cảm ơn em. Và ngôi làng đặc biệt mà Yến muốn giới thiệu đến các bạn là làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, cách trung tâm huyện khoảng 2km về phía Bắc. Hiện tại thì mình đang đi bộ trong làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Quỳnh Sơn. Mình sẽ đi hỏi một vài người dân ở đây xem là ngôi làng này có gì đặc biệt. Tình hình là mình vừa bị một con chó nó để ý nên là mình quyết định là mình quay đầu. Mình sẽ đi đường khác các bạn ạ. Chú cho cháu hỏi tên chú là gì ạ? Dương Đình Sầm. À chú ơi, ở làng mình thì tất cả đều họ Dương ạ? À? Vâng. Ai cũng họ Dương? Vâng, 100%. Wow. Thế thì trong làng mình nếu mà muốn lấy nhau thì có lấy được không? Được quá. Cái Dương họ Dương ấy là đồng bộ. Còn tách ra cái họ Dương ấy là nó là Dương Đình là một nhá, là cái kia là một chi. À là chi khác nhau. Ừ, là một chi. Dương Doãn ấy là một chi. Dạ. Dương Công ấy là một chi. Thế là cứ là Dương Đình không lấy được nhau được. Nhưng mà Dương Đình thì có thể lấy Dương Doãn hoặc Dương Đình lấy Dương Công. À rồi. Thế thì tại sao mà cả làng mình lại họ Dương ạ? Bắt nguồn từ đâu ấy ạ? Cái này chắc là cũng theo người già truyền ra ấy. Chắc dạ. Cái này cũng từ xưa chắc là siêu về đâu. Dạ vâng. Còn Dương Đình ấy là gốc ở đây. Vâng vâng. Thế thì làng mình đã có từ bao đời nay, bao lâu rồi ạ? Lâu lắm rồi, có phải không? Dạ vâng ạ. Dạ cháu cảm ơn ạ, chú làm việc tiếp ạ. À, con chào ông. Ông có thể nói cho con họ tên đầy đủ của ông không ạ? Dương Công Tý. Dạ vâng, ông sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 40. Ông cho con hỏi là những ngôi nhà trong làng mình đều quay về một hướng. Tại sao lại quay về hướng đấy ạ? Quay hướng chính trước nên làm ăn phát đạt lắm. À, tức là hướng mang lại cho mình tài lộc may mắn. Đúng sức rồi. Khỏe à? Dạ vâng. Đúng à. Rồi. Con chào bà. Chơi à? Dạ vâng. Bà ơi,
Bà bao nhiêu tuổi rồi? 85 rồi. Ui, 85 tuổi rồi ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe nhá. Còn một cái dây ở đằng sau đây, con vắt nó xuống nha. Rồi, để con chụp lại cho bà nhá. Hiện tại thì mình đang có mặt tại homestay Dương Công Trích. Đây là một trong số ít những hộ gia đình đầu tiên đủ tiêu chuẩn để làm homestay ở làng Quỳnh Sơn nên là rất có tiếng. Ngôi nhà kiến trúc năm gian, lợp mái ngói âm dương là đặc trưng của người dân tộc Tày. Bàn thờ được đặt ở vị trí chính giữa. Hiện tại thì người dân đã xây dựng các chuồng trại cách xa nhà để đảm bảo vệ sinh và giữ gìn cảnh quan hơn. Đây mình sẽ dẫn các bạn đến chỗ mà mình ở. Wow, nắng siêu đẹp. Và đến đây các bạn phải cởi giày nhá. Chúng mình sẽ đi chân trần lên. Tại vì theo phong tục của những người dân tộc làm nhà sàn á, thì là mình phải đi chân trần và làm cố gắng sạch sẽ nhất có thể. Đó, nếu mà các bạn có dịp đến với xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thì các bạn đừng bỏ qua homestay Dương Công Trích vì nó cực kỳ là chill. Do là Yến đến đây vào dịp đầu năm nên là hoa đào nó cực kỳ đẹp nha các bạn ơi. Yến được gia đình chú Dương Công Trích mời ăn bánh chưng đen, rau cải ngồng xào tỏi, đặc sản của Bắc Sơn. Nếu mà các bạn chưa biết đi đâu vào dịp xuân mây hay là mùa lúa chín hoặc là dịp tháng riêng thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Bắc Sơn là điểm đến du lịch nha. Mình là Yến Vivu, một cô gái đến từ Bắc Giang, mê du lịch, thích tự do, đang trên hành trình khám phá Việt Nam xinh đẹp. Nếu mà ở địa phương các bạn có địa điểm đẹp hay là có nét văn hóa độc đáo thì các bạn hoàn toàn có thể comment ở phía dưới để biết đâu một ngày nào đó Yến có thể đến tận nơi và quay clip về địa phương các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Yến. Nếu cảm thấy hữu ích hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau. Bye bye. Ở đây thậm chí là không có bảo vệ và cũng không có người trong xe thu vé hay gì cả các bạn ạ. Một sự vắng lặng đến kỳ lạ.